là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ghi nhận những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 09 của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn huyện ta. Lan tỏa những tấm lòng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 ở xã Bình Minh. Nhiều hoạt động thăm, động viên, tặng quà các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống bệnh COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị thông qua một số báo cáo dự thảo. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 10 ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển doanh nghiệp. Song song với tinh thần chống dịch như chống giặc, cấp ủy chính quyền huyện vẫn duy trì việc chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, nhất là nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trong tháng 4, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm quốc gia là dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 qua địa bàn huyện Tĩnh Gia, phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, đường dây 500 kV đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào lưới điện quốc gia, ra soát 91 dự án đủ điều kiện với diện tích cần giải phóng mặt bằng là 624,97 hectare, đã ban hành quyết định thu hồi đất cho 74 lượt hộ, trình phê duyệt phương án bồi thường 34,39 tỷ đồng cho 67 lượt hộ, phê duyệt phương án bồi thường 8,87 tỷ đồng cho 88 lượt hộ, hoàn thành chi trả 13,36 tỷ đồng cho 205 lượt hộ, tổ chức vận động đối thoại đối với 34/54 hộ dân, tổ chức bốc thăm vị trí lô đất tái định cư, giao đất tái định cư đợt 1, khu tái định cư Hải Thượng, xã Xuân Lâm, Trúc Lâm cho 11/19 hộ phải di chuyển chỗ ở, thực hiện dự án đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn. Đối với kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển doanh nghiệp sẽ được tổ chức trước ngày 5 tháng 6 năm 2020. Thông qua công tác tổng kết nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời, lựa chọn các tập thể cá nhân có những cách làm hay, sáng tạo trong công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu các phòng ban chuyên môn tùy theo từng lĩnh vực tiếp thu để có sự bổ sung điều chỉnh phù hợp đối với các dự thảo báo cáo, nhất là phải xác định rõ biện pháp để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Trong thời gian tới, nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của huyện Tĩnh Gia là rất lớn, vì vậy cấp ủy chính quyền tiếp tục tập trung giải quyết. Trong đó cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại trên cơ sở hoàn thành đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của người dân. Tiếp tục duy trì và làm tốt công tác phối hợp giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn, Ban Chỉ đạo và phòng ban chuyên môn, xây dựng các kế hoạch chi tiết cụ thể và biện pháp thực hiện đối với từng dự án. Đối với kế hoạch tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển doanh nghiệp, phải chất lượng, đúng kế hoạch, toàn diện, sâu sắc, với ý nghĩa thiết thực, hiệu quả. Sau một thời gian phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, tính đến ngày 20 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tĩnh Gia và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đã tiếp nhận được số tiền là 1.651.478.000 đồng, cùng với nhiều vật tư y tế khác của tập thể cá nhân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, với tổng kinh phí là 2.500.478.000 đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tĩnh Gia đã thống nhất chuyển 411.455.000 đồng 2 lần
từ nguồn quỹ vận động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tĩnh Gia tài khoản quỹ cứu trợ cho Ban Chỉ huy quân sự huyện mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phòng chống dịch COVID-19 tại 3 khu cách ly tập trung của huyện. Đối với số khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng và các vật tư y tế khác đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Ủy ban Mặt trận các xã thị trấn chuyển đến các đơn vị thực hiện công tác phòng chống dịch, khu vực tập trung đông người và nhân dân trên địa bàn. Số tiền tiếp nhận được trong những ngày tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tĩnh Gia và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của huyện tiếp tục chuyển đến các đơn vị thực hiện công tác phòng chống dịch. Ngày 16 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đại diện Quỹ Tim, Công ty Hoa Trung ở xã Bình Minh đã đến thăm, động viên, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly trạm y tế xã Hải Hòa cũ và trung tâm y tế huyện Tĩnh Gia. Thay mặt đoàn, bà Lê Thị Hường, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ, các lực lượng tại khu cách ly và cán bộ nhân viên trung tâm y tế cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao hỗ trợ cán bộ chiến sĩ khu cách ly Hải Hòa, trung tâm y tế huyện Tĩnh Gia nhiều nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt, các vật dụng y tế và tiền mặt. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày đầu thực hiện công điện khẩn số 09 CDUBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nơi công cộng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia đã đóng cửa, người dân ra ngoài đều thực hiện việc đeo khẩu trang và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tĩnh Gia là huyện có địa bàn rộng, có khu kinh tế Nghi Sơn, có số lượng lớn người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Vì vậy, để thực hiện nghiêm công điện khẩn số 09 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, ngày 16 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia đã ban hành quyết định số 2403 QĐUBND về tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh dịch vụ nơi công cộng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020, huyện Tĩnh Gia tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên phạm vi toàn huyện Tĩnh Gia. Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia đã chỉ đạo ngành văn hóa thông tin, Ủy ban nhân dân 31 xã thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và thực hiện nghiêm việc thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 30 tháng 4. Đồng thời tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ngành y tế phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và các đơn vị liên quan thực hiện việc tiếp nhận, quản lý các chuyên gia người nước ngoài đến làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tại khu kinh tế Nghi Sơn, về khu cách ly tại khách sạn Anh Phát 3, đảm bảo đầy đủ các quy định hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các tình huống xảy ra đối với các chuyên gia thực hiện việc cách ly theo quy định. Thực hiện công điện số 09 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện trong những ngày vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh dịch vụ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo công điện số 09 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời kiểm tra giám sát và kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không chấp hành. Theo ghi nhận, những ngày đầu thực hiện công điện khẩn số 09 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về thực hiện giãn cách xã hội và quyết định của Ủy ban nhân dân huyện, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nơi công cộng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia đã tiếp tục tạm thời đóng cửa theo quy định, nghiêm chỉnh chấp hành. Đại đa số người dân nâng cao ý thức thực hiện nghiêm quy định và hướng dẫn. Song, vẫn còn một số người dân ra đường đi làm không đeo khẩu trang. Hiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan vẫn là rất lớn. Vì vậy, việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội lúc này là hết sức quan trọng và cần thiết. Chiều ngày 17 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị trấn
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn đã tới tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế đang làm việc tại khu cách ly tập trung tại trạm y tế Hải Hòa và đồn biên phòng Hải Hòa. Tại đây, đại diện cho cấp ủy chính quyền thị trấn Tĩnh Gia đã hỏi thăm điều kiện ăn uống, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, động viên cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế tại khu cách ly và đồn biên phòng Hải Hòa cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong dịp này, đoàn hỗ trợ khu cách ly tập trung tại trạm y tế Hải Hòa và đồn biên phòng Hải Hòa nhiều nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt, các vật dụng y tế và tiền mặt tổng giá trị 5 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, được sự giới thiệu của chính quyền xã Bình Minh, chúng tôi đến thăm gia đình anh Lê Đức Dũng, một người con xa quê nhưng luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn với tấm lòng tri ân và mong muốn được đóng góp, sẻ chia, giúp đỡ, nhất là trong cơn đại dịch COVID-19 này. Sinh ra và lớn lên ở thôn Phú Minh, xã Bình Minh, trong một gia đình có truyền thống cách mạng với bố là thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam dioxin. Anh Lê Đức Dũng là một bác sĩ. Hiện nay anh đang là giám đốc của phòng khám đa khoa Đông Á tại thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Khi dịch bệnh xảy ra cũng là khoảng thời gian anh đang về quê chăm sóc người bố bệnh nặng. Hơn ai hết, anh hiểu mức độ phức tạp của dịch COVID-19 khi lây lan ra cộng đồng. Cách phòng bệnh tốt nhất theo khuyến cáo chỉ thị số 16 của chính phủ đó là người dân phải thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội, đeo khẩu trang khi đi ra đường và sử dụng nước rửa tay sát khuẩn. Với mong muốn được chung tay sẻ chia không chỉ với người dân địa phương mà cả những người ở tuyến đầu chống dịch, thông qua chính quyền xã Bình Minh, gia đình anh Lê Đức Dũng đã quyên góp ủng hộ 5.000 khẩu trang, 60 lọ nước rửa tay sát khuẩn và số tiền 10 triệu đồng. Hồ Chủ tịch lúc sinh thời từng nói, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Thấm nhuần lời dạy của Bác, cấp ủy chính quyền xã Bình Minh không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền vận động của các tầng lớp nhân dân quyên góp ủng hộ, cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh COVID-19, mà còn kêu gọi những người con xa quê cùng chung tay với tinh thần tương thân tương ái. Ông Nguyễn Tử Tố, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh cho biết. Trong cái đợt 1 thực hiện cái công văn số 1133 của huyện ủy, thực hiện về việc thực hiện cái lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, Đảng ủy, Ban chỉ đạo, rồi mặt trận đã vào cuộc làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, con em xa quê về địa phương trong dịp này. Kết quả đến thời điểm này, đợt 1 với tổng huy động ủng hộ được là hơn 54 triệu. Trong đó rất nhiều con em, bà con nhân dân, con em xa quê đã ủng hộ rất là trách nhiệm và với cái tinh thần nhân văn. Đặc biệt thì có trường hợp của anh Lê Đức Dũng hiện công tác tại Cần Đước, An Giang về địa phương thì đến ban chỉ đạo trực tiếp ủng hộ 10 triệu đồng tiền mặt và 5.000 khẩu trang và 2 thùng dung dịch sát khuẩn. Và nhân dịp này để là thay mặt cho cán bộ rồi nhân dân xin trân trọng cảm ơn và biết ơn những tấm lòng vàng hảo tâm đã cùng với đồng hành với ban chỉ đạo và mặt trận thực hiện tốt cái lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Chắc chắn dịch bệnh sẽ qua đi, cũng như dân tộc ta đã từng anh dũng chiến đấu và chiến thắng trong các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại. Thắng lợi đó là thắng lợi của tinh thần đoàn kết, sức mạnh của trí tuệ và lòng nhân ái. Làm tốt việc huy động sức dân, không chỉ trong đại dịch mà trong công cuộc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Tĩnh Gia, đã được xã Bình Minh phát huy và khẳng định trong thực tiễn lãnh đạo điều hành. Mong rằng những người con của quê hương Bình Minh đang sinh sống và làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc
tiếp tục đồng hành, ủng hộ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Nguyễn Duy đóng chân trên địa bàn xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, được thành lập vào năm 2012 với ngành nghề chính là xây dựng. Công ty có 10 lao động chính, còn lại là lao động hợp đồng ngắn hạn, theo từng công trình thi công. Từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp đã thi công nhiều công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài huyện, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Trong thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã tác động mạnh mẽ và toàn diện lên hầu hết các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, không chỉ là vấn đề doanh thu, lợi nhuận, gánh nặng về bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, khiến không ít các doanh nghiệp gặp khó khăn. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Nguyễn Duy cũng không nằm ngoài những khó khăn chung đó. Anh Nguyễn Khắc Duy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Nguyễn Duy cho biết. Từ khi bùng phát dịch đến giờ thì công ty là phải gặp nhiều cái khó khăn. Một là các cái dự án mà làm ở khác tỉnh thì anh em không đi lại được, tàu xe máy bay là ngừng hết. Và những cái dự án mà đã trúng thầu, mà đã được chủ đầu tư phê duyệt trúng thầu thì có một số dự án như cái dự án tái định cư cao tốc này thì nó liên quan một số các cái hộ dân để họp dân, thì bên chủ đầu tư cũng chưa thể họp dân được để tiến hành để giải phóng mặt bằng, để cho sạch mặt bằng, để cho doanh nghiệp thi công. Đấy. Thì trong thời gian tới thì doanh nghiệp cũng có đang cầm cự để đợi hết dịch để được bên chủ đầu tư giao mặt bằng thì mới thi công được. Còn hiện tại bây giờ thì cũng có làm cầm chừng. Thưa quý vị và các bạn, Hải Bình là xã vùng biển, ngành nghề chủ yếu của nhân dân là khai thác và chế biến thủy sản. Hiện nay, trên địa bàn xã Hải Bình có 206 phương tiện tàu thuyền các loại, trong đó phương tiện khai thác là 115, phương tiện thu mua là 91. Trong thời gian qua, giá xăng dầu giảm mạnh, giảm chi phí tạo thuận lợi cho mỗi chuyến ra khơi của ngư dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các mặt hàng hải sản đánh bắt được gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ. Ngoài việc chuẩn bị những nhu yếu phẩm để vươn khơi bám biển, dù trên bờ cũng như trên biển, ngư dân luôn thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Anh Nguyễn Văn Châu, ngư dân thôn Liên Đình, Hải Bình cho biết. Giá dầu xuống thì bà con chúng tôi ra khơi đánh bắt thì cũng giảm chi phí rất tốt. Nhưng về mặt về đánh bắt, tình hình hiện nay thì cá và nghề biển năm nay cực kỳ khó khăn. Đi đánh thì khó mà hàng quà về bán thì lại không xuất khẩu đi được. Nên là bà con bám biển cực kỳ khó khăn. Cũng mong chính sách đảng nhà nước để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vượt qua cái khó khăn kinh tế. Hai nữa là được ban quản lý cảng tuyên truyền ra khơi vào lộng đánh bắt thì chúng tôi đeo khẩu trang, giữ khoảng cách của các thuyền viên trong tàu. Trong 3 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng khai thác và đánh bắt các loại hải sản ước đạt 1.195 tấn, tổng sản lượng thu mua ước đạt 1.700 tấn. Hiện nay, trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã vận động bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, khai thác, đánh bắt thủy sản, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con ngư dân, cũng như tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng trên biển. Ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Bình cho biết. Trước tình hình khó khăn của ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì Ủy ban Nhân dân xã Hải Bình đã tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đến với mọi người dân, và đặc biệt là tuyên truyền đến lực lượng ngư dân và động viên là các ngư dân bám biển để khai thác, đánh bắt, thu mua hải sản. Bên cạnh đó thì hướng dẫn cụ thể về cách là phòng chống dịch bệnh COVID, đặc biệt là các ngư dân khi mà tham gia bám biển thì cũng phải là thực hiện nghiêm túc việc là đeo khẩu trang và giữ cái khoảng cách từ người đến người. Và sau khi là mỗi lần mà tàu thuyền về khu vực cảng thì
những lực lượng mà tham gia về lao động thu mua cũng như là chế biến, thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã là tuyên truyền quán triệt là tất cả mọi người ở trên tàu cũng như là ở trên khu vực cảng là phải nghiêm túc là đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh, cũng như là rửa tay mà sát khuẩn trong khi là lao động và sản xuất. Việc giá xăng dầu giảm đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân, đặc biệt là đối với ngư dân đánh bắt xa bờ. Bình quân, mỗi chuyến ra khơi, chi phí nhiên liệu giảm được hàng chục triệu đồng. Như vậy, việc tiết kiệm từ chi phí nhiên liệu nhờ giá xăng dầu giảm mạnh đã có hiệu quả rõ rệt. Ngư dân rất phấn khởi kỳ vọng một mùa đánh bắt thắng lợi. Sau ngày 26 tháng 4 năm 2020, Công an huyện Tĩnh Gia sẽ tiến hành các thủ tục để thanh lý 149 phương tiện vi phạm hành chính nếu chủ phương tiện không đến giải quyết. Qua rà soát từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 1 năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Tĩnh Gia đã tạm giữ 149 phương tiện, có 1 xe ô tô, 148 xe mô tô. Trong đó, đội cảnh sát giao thông tạm giữ 82 phương tiện, đồn công an Nghi Sơn tạm giữ 57 phương tiện, đội cảnh sát trật tự cơ động cũ tạm giữ 10 phương tiện. Các phương tiện trên vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đến nay đã hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt, nhưng chủ phương tiện không đến giải quyết. Theo quy định, sau ngày 26 tháng 4 năm 2020, nếu các chủ phương tiện vi phạm hành chính không đến giải quyết, Công an huyện Tĩnh Gia sẽ tiến hành các thủ tục thanh lý, tịch thu xung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều chỉnh thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến, tìm hiểu 90 năm, truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc điều chỉnh thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, để đảm bảo mục đích yêu cầu của cuộc thi đề ra, ban tổ chức cuộc thi thống nhất sửa đổi một số nội dung trong thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, thay đổi hình thức thi, mỗi người có thể dự thi nhiều lần trên một tuần thay bằng mỗi người được dự thi không quá 20 lần trên một tuần. Thể lệ cuộc thi được áp dụng từ tuần thứ hai. Điều 1. Mục đích yêu cầu. Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu rõ về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong 90 năm qua. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng trong tỉnh. Từ đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu. Điều 2. Các quy định chung. 2.1. Đối tượng dự thi là người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh, người tỉnh ngoài, người nước ngoài quan tâm và tham gia cuộc thi, trừ các đồng chí trong ban tổ chức, tổ giúp việc ban tổ chức cuộc thi. 2.2. Hình thức thi, thi trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần trên mạng Internet. Điều 3. Các quy định cụ thể. 3.1. Đăng ký tài khoản. Để đăng ký tài khoản, người dùng truy cập vào đường dẫn https://www.90namdangbothanhoa.vn. Truy cập vào website, người dùng chọn mục đăng ký, nhập số điện thoại và nhấn mã kích hoạt OTP One Time Password đến số điện thoại mà cá nhân dùng đăng ký thành viên để xác nhận đăng nhập. Điền các thông tin cá nhân bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, mật khẩu là có thể tạo ngay tài khoản một cách nhanh chóng. Mỗi số điện thoại chỉ được đăng ký một lần. 3.2. Cách thức tham gia cuộc thi. Mỗi tuần, ban tổ chức cuộc thi đưa ra 8 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia. Câu hỏi trắc nghiệm có nội dung về tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, về thành tựu công cuộc đổi mới của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án trả lời, trong đó có một đáp án đúng. Người dự thi tiến hành các thao tác sau để trả lời câu hỏi của ban tổ chức thi.
Bước 1. Người dự thi truy cập vào đường dẫn https://www.95dangbothanhoa.vn. Sau đó truy cập vào banner của cuộc thi hoặc truy cập vào một trong các trang website Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa http://truyenhinhthanhoa.vn, Báo Thanh Hóa điện tử http://báothanhoa.vn, Cổng thông tin điện tử của tỉnh ủy https://thanhoa.dcs.vn/tinh uy. Sau đó truy cập vào banner của cuộc thi trên các báo cáo, cổng thông tin, trang thông tin điện tử. Bước 2. Sau khi truy cập vào banner của cuộc thi, người dự thi tiến hành đăng nhập vào tài khoản. Bước 3. Trong thời gian 15 phút, người dự thi tiến hành trả lời 8 câu hỏi trắc nghiệm, sau đó điền vào ô dự đoán số người tham gia và bấm vào ô hoàn thành. 3.3. Thời gian thi và cách thức xét giải. Thời gian thi được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 6 tháng 4 năm 2020 và kết thúc vào ngày 6 tháng 7 năm 2020. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 9 giờ ngày thứ hai hàng tuần và kết thúc vào 8 giờ ngày thứ hai của tuần kế tiếp. Cách thức xét giải. Mỗi người được dự thi không quá 20 lần trên một tuần. Tuy nhiên, chỉ công nhận một kết quả trả lời đúng và dự đoán số người tham gia cuộc thi chính xác hoặc gần nhất. Trong trường hợp có người dự thi cùng trả lời đúng đáp án và dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn 11 thí sinh trả lời đúng 8 câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia cuộc thi để lần lượt trao các giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích. Nếu trong trường hợp các thí sinh dự đoán số người tham gia cuộc thi giống nhau, ban tổ chức sẽ lựa chọn thí sinh hoàn thành đúng phần thi trong thời gian trả lời ngắn nhất để trao giải. Điều 4. Cơ cấu, giá trị giải thưởng. 4.1. Giải tập thể. Ban tổ chức cuộc thi căn cứ vào địa phương, cơ quan, đơn vị có số lượng người tham gia cuộc thi các tuần nhiều nhất, có số người trả lời đúng các câu hỏi trong các tuần nhiều nhất và có người hoàn thành đúng phần thi trong thời gian ngắn nhất để tặng giấy chứng nhận và phần thưởng cho tập thể trong lễ tổng kết cuộc thi. 4.2. Giải cá nhân. Mỗi tuần có 4 giải thưởng bao gồm 1 giải nhất trị giá 3 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải trị giá 2 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Điều 5. Công bố kết quả và trao giải. Kết quả thi trắc nghiệm hàng tuần sẽ được công bố cập nhật sau khi có kết quả thi tuần, chậm nhất là 11 giờ ngày thứ hai hàng tuần, trên trang website dành riêng cho cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng. Hàng tuần, ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức trao giải thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần. Người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân. Người trúng giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để ban tổ chức cuộc thi chuyển tiền thưởng qua tài khoản. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức cuộc thi tiến hành tổng kết, trao giấy chứng nhận và trao giải thưởng cho các tập thể, trao giấy chứng nhận cho người đoạt giải nhất cuộc thi các tuần. Thể lệ cuộc thi có hiệu lực từ ngày công bố và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của ban tổ chức cuộc thi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Tĩnh Gia. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Cao Văn Lâm, biên tập: Trung Hiếu, phát thanh viên: Huyền Diệu, Cao Thanh, Trần Huệ, kỹ thuật sản xuất chương trình: Trung Kiên, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng: Trung Luyến, Văn Tú, Viết Mậu. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.